Xin chào các bạn, lại là Dũng đây các bạn. Thì hôm nay Dũng xin gửi đến tất cả các bạn đam mê về xe. Mình hôm nay nói về chủ đề xe các bạn. Thì ngoài việc chơi xe, trang trí xe các cái, thì còn một cái điểm nhấn cho xe đó là mình làm cổ bộ titan cho xe. Nếu mà bạn nào đã từng yêu thích về xe rồi thì chắc biết bộ titan là gì rồi, đúng không? Thì bây giờ Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn một nơi sẽ làm về những cái món đồ này dành cho xe, những cái cổ bộ titan với những cái chi tiết và những cái mối hàng nó rất là đẹp các bạn. Mời các bạn cùng với Dũng mình tham quan qua cái nơi làm bộ titan này nha. Các bạn, thì vừa rồi Dũng cũng đã gửi đến các bạn một số hình ảnh về các hoạt động của anh em Volcano cũng như những cái sản phẩm mà anh em Volcano làm ra các cổ bộ titan này các bạn. Thì hiện tại á, so với thực tế cái cổ bộ của Akabovic á là dày từ 8 gem cho tới 1 ly. Thì tại Volcano có những cái phôi ống cơ bản để mà làm cho anh em đó là 1 ly 2 nha các bạn. Và cũng có thể làm theo nhu cầu của khách hàng, nếu như khách hàng cần đặt cái phôi ống mỏng hơn hoặc là dày hơn, ví dụ như 1.5 ly thì tại Volcano vẫn có làm cho anh em. Thì ở đây đường ống của Volcano được hàn rất là kỹ, theo mình cảm nhận mình đánh giá là được hàn sâu tới mặt bên trong của ống luôn, nó tạo cái độ bền cao khi mà các bạn chạy xe vận động, vận hành xe trên đường với đi tour hành trình dài á, sẽ không sợ bị gãy gì hết, bảo hành vĩnh viễn. Các bạn nhìn qua những cái đường cong của cái cổ bô nha các bạn, thì khi làm á, mà thực tế á, cái chi tiết nó không được đẹp hoặc là không được vừa ý á, thì anh em bên Volcano cũng sẽ
cắt bỏ cái phần mà nó xấu đó đi để mà làm lại cái phôi mới vào trong cái cổ bô để cho nó đẹp hơn nha bạn. Cho nên các bạn nhìn cái phôi đường cong rất là liền lạc, dù đây là các đường cắt nha các bạn, được hàn lại chứ không phải là uốn nha bạn, không phải uốn bằng tay, và đây là các đường cắt được hàn lại rất là đẹp luôn. Đây, các bạn xem qua, còn đây là cái phôi được uốn và mối hàn vào, thấy đẹp không, quá đẹp luôn. Thì cái phôi này sẽ được lắp vào chiếc CB1000. Thì công đoạn lắp này rất là khó, cần sự tỉ mỉ rất là cao, bởi vì không được làm chày sản phẩm của khách hàng, với lại không được làm ố cái cổ vô. Công đoạn lắp cái cảm biến vào trong cái cổ bô nha bạn. Các bạn thấy sao về sản phẩm của Volcano? Hãy cho Dũng một cái bình luận nha bạn. Có gì comment. Cái này đi nhiệt độ nó lên nó còn đẹp nữa. Dũng muốn xin giới thiệu thêm với các bạn, tại Volcano có luôn dịch vụ vận chuyển xe cho khách hàng, giao xe cho khách sau khi làm bô xong cho khách luôn nha các bạn. Và nếu anh em bạn bè có nhu cầu cần thì có cứu hộ luôn, có nhận cứu hộ xe luôn. Đây là số hotline, bạn nào có nhu cầu cần thì liên lạc với Volcano để làm cổ bô titan hoặc là vận chuyển xe, cứu hộ xe các cái. Xin chào các bạn, mình là Trực. Mình chịu trách nhiệm về kỹ thuật ở Volcano, và anh cùng với anh Tú Nguyễn là hai người đồng sáng lập nên Volcano. Thì hiện tại anh em mình chỉ có một tiêu chí duy nhất để làm nên những cái sản phẩm hiện tại như anh em chơi xe đã từng trải nghiệm qua, đó là đưa tới anh em những sản phẩm về cổ vô titan đẹp, chất lượng, mang một thương hiệu Việt. Vừa rồi Dũng có gửi đến các bạn qua một số cái chi tiết sản phẩm của Volcano về cổ vô titan. Các bạn cũng thấy qua những cái đường một hàng mối cắt kia các cái, thì các bạn tự cảm nhận về vấn đề nhu cầu của mình sẽ cần những gì ở cái cổ vô titan nhé các bạn. Những ai chơi xe, đam mê xe đều biết đến cổ vô titan. Và nếu như muốn sản phẩm đẹp như thế nào đó, các bạn hãy tìm và lựa chọn. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy video thực tế và có nhiều thú vị về cổ vô Titan, các bạn hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh và like kênh giúp Dũng, và cho Dũng những comment về cổ vô Titan. Nếu các bạn thắc mắc cái gì thì Dũng sẽ hỗ trợ các bạn để mà giải đáp thắc mắc đó qua những video sau nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào thân ái.